Rồi chào anh em, hôm nay là 25 tháng 12 năm 2021. Sáng nay mình lên sóng cho anh em thêm hai bộ lửa 84 FT gần. Hàng riêng đó cái kho nội địa Nhật về tình trạng là cực đẹp nha anh em. Bộ này 2.7, bộ này 2.2 nha. Chưa vệ sinh nè. Đó. Đúng hàng riêng tháo xe kho nội địa Nhật về đúng lửa 84 FT gần nha anh em. Nè, hai dây báo mô. Dây báo đèn số 0 và dây báo đèn số 4 nha. Rồi bộ này là 2.7 nè, bộ này 2.2 nè. Nói chung bộ này nó hơi xấu xí là cái vô lăng nó hơi có lấm tấm nè đó, anh em thấy không, nhưng mà đúng hàng zin tháo xe kho nội địa Nhật về nè, anh em thấy nó còn giống mực luôn, thấy không, nó giống mực. Rồi quay trước phụ rẻ đi anh em, chốt alo mình nha. Bộ này là mình bán là 2.2 nè, đúng hàng zin tháo xe kho nội địa Nhật về. Bộ này 2.2 nha anh em. Anh em về vệ sinh sơ là nó sẽ sạch hết, nhưng mà mình tại đang bận quá không có vệ sinh được. Bộ này 2.2, ba anh em là đúng zin lửa sống đèn sáng. Bộ này 2.2 rồi, bộ này là 2.7 nè. À, ba lăng ken xì beng zin chưa vệ sinh. À, ba lăng lửa. Bộ này 2.7 nha anh em, 2.7 với bộ này. Bộ này 2.2 nha.